Cô à, không sao chứ? Cô à, thơm anh đi. Cô à, mau thở ra đi. Cô à, cô à, cô à, không sao chứ? Cô à, có nghe không? Cô à. Có thấy đỡ chưa? Cái gì? Chứng chóng mặt và buồn nôn đó. Vậy cô từng bị qua rồi hả? Nhưng mà vậy anh là bác sĩ mà tại sao lại không có xe? Xe của tôi đang sửa. Lần đầu tiên anh đi tàu điện ngầm. Cũng không phải lần đầu đâu. Để đi lâu rồi. Anh thật sự không biết phải bỏ vé vào đâu hay sao? Tôi cứ nghĩ giống như lái xe qua đường vậy, cài vào máy là được rồi. Có thiệt không đây? Vậy chắc anh nghe tiếng máy kêu, vậy chắc anh bối rối lắm phải không? Cũng hơi. Anh có thường không có xe đi không? Một năm khoảng một lần thôi. Vậy những ngày như vậy anh đi tàu điện ngầm? Tôi thường đi taxi. Vậy sao hôm nay lại đi tàu ngầm? Ý của tôi muốn nói là chúng ta thật sự là có duyên với nhau đó. Là tại vì tôi chưa bao giờ bị xỉu ở dưới đường như vậy. Và cái lần này bị xỉu lại gặp được bác sĩ, cái đó mới là lạ. Còn bác sĩ một năm không đi xe một lần, hôm nay lại không đi taxi lại đi tàu điện ngầm, lại đúng vào thời điểm đó, chuyện này không lạ sao? Đáng lẽ hôm nay tôi định ra sớm một chút, nhưng mà có điện thoại, tôi phải trở vào trong để nghe điện thoại rồi mới ra trễ. Tôi mà ra sớm 5 phút là chúng ta sẽ không gặp nhau. Cái đó không phải nhân duyên tiền định sao? Cô nghĩ thế gian này làm gì mà không có nhân duyên tiền định? Thì cô ăn chay. Cái gì? Cô chỉ ăn rau, nho và trái cây thôi, có phải hay là không hả? Đâu có. Chỉ vì không có nên không ăn cơm thôi. Khi mà tới tháng cô bị ra quý có nhiều hay là không? Người khác có bao nhiêu thì tôi không biết, cho nên nhiều hay ít tôi thật sự cũng không rõ. Được đi KDB trước nên chẳng còn nghĩ đến hiện tại. Cho nên em có biết điều quan trọng khi những người đến đây đều biết rõ đối với người trước mặt người ta chỉ một lý do quan trọng và hiện diện là tiền. Cho dù tên công su ta có xấu xí đến mấy cũng hiểu ra được. Vậy tôi sẽ cho Konosu thêm một điểm cộng. Để chút. Còn em nữa, lúc quay thì phải diễn cho nó ra hồn. Còn cái câu Konosu cho thêm điểm cộng, bỏ đi tụi em cũng được mà. Cho Konosu thêm điểm cộng chỉ có như vậy thôi. Khi em diễn thì phải diễn cho nó ra hồn. Dạ em đã biết rồi. Bỏ đi cái tụi em cũng được. Dạ. Tiếp tục.
Dạ cảm ơn. Of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the bridges I believed as soon as I hit land. Em không làm thêm à? Dạ, em chuyển rồi. Ừ, vậy thì phải báo cho anh biết chứ. Anh đến không thấy em cho nên lo lắng thôi. Ê, thiệt là. À nè, em thôi việc hay là chuyển chỗ? Em chuyển chỗ. Chuyển đi đâu? Tìm cà phê. Cà phê à? Ừ, tiệm mà khách uống ở trong cũng được, đem đi cũng được. Vậy thì không bận rộn lắm hay không? Cũng tương đối. À, đi được chưa? Được rồi. Đi. Xin cảm ơn.